Xin chào em và các bạn, em tên là Huỳnh Đăng Khoa, mã số ghi 16142132. Sau đây em xin bài bài tập số 5, ứng dụng sử dụng hai dịch 7 chốt, dịch chốt, điểm 595 với bài đèn giao thông dẫn. Thì code thầy đã cho sẵn rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước vô tìm hiểu code. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo thư viện của 16F887. Chúng ta sẽ khai báo các khai báo công việc 16F887, sau đó là khai báo thư viện. Thư viện NowWordPress, NowRotate, NowVLVLOOK. Sau đó chúng ta sẽ khai báo SunGlock từ đây 20 MB. Sau đó chúng ta sẽ define xe bin 0D01, D1, D0, D1, D2 và D3 cho chương set CSK và chương chương R số 4. Sau đó chúng ta sẽ set xanh 1, đỏ 2, chương 0x 11, vàng 1, đỏ 2, vàng 1, đỏ 2, vàng 1, vàng 1, đỏ 2 là 0x 14. Tiếp theo là đỏ 1, xanh 2 là 0x 03, đỏ 1, vàng 2 là 0x 22. Rồi chúng ta tiếp theo là chúng ta báo là thời gian đỏ là 29 giây, thời gian xanh là 26, thời gian vàng là 2. Sau đó chúng ta sẽ vô thời tiết cho chương trình con. Thì chương trình con đây là xuất 18 bit, thì inside in 8 là xuất, rồi inside in y biến y, rồi chúng ta sẽ cho bc bằng bài xuất 7. Sau đó chúng ta sẽ vô dùng một for y bằng 0, y bé 8, y cộng cộng. Sau chúng ta sẽ out ra bit ser và bin ser. Sau đó chúng ta sẽ output sudoku sk và output 2 sk. Thì bài xuất bài xuất thì bằng bé hơn 1. Đó là chúng ta lên xong phần xuất ba bay. Sau đó chúng ta sẽ tới phần hiển thị led. Thì hiển thị đây là có 4 con led. Thì chúng ta sẽ inside 8, led 4, led 3, led 2, led 1. Sau đó chúng ta xuất 1 bay led 4, xuất 1 bay led 3, 1 bay led 2, xuất 1 bay led 1. Thì nó hiển thị để nó hiển thị từng con led, nó sẽ hiển thị từ phải sang trái để nó hiển thị đèn cứ hai con nó sẽ hiển thị hai con nó sẽ hiển thị một cái thời gian. Tại vì ở đây chúng ta là 28 29 giây rồi. Rồi chúng ta sẽ output xung RSK và out 2 xung RSK xung out low R. Chúng ta sẽ tới là inside điểm 1, điểm 2, rồi chúng ta in 8. Điểm này chúng ta khai báo những cái điểm, chỉ là điểm 1, điểm 2. Sau đó chúng ta sẽ vô hình chính. Vô hình chính thì chúng ta set 1D 0x00 và set 1C 0x00. Sau đó chúng ta sẽ vô là lập xong rồi chúng ta output c x 1 xanh 1 đỏ 2, thì điểm 1 thì bằng thời gian xanh, điểm 2 bằng thời gian đỏ. Sau đó chúng ta sẽ vô một lập blue white set 4 led bề rạng. Sau đó chúng ta sẽ đi lên một delay 1s 1000, xong rồi điểm trừ trừ, điểm 2 trừ trừ, không white điểm 1 bằng 255. Rồi output C vàng 1, vàng 1, vàng 1, vàng 1, D2, vàng 1 đỏ 2. Sau đó điểm 1 bằng thời gian vàng. Xong rồi đu quay xuất 4 led. Rồi xuất quay xong rồi output output B1 đỏ 1 và 2 xuống đứng 2.
điểm hai bằng thủy nguyên vàng, xong rồi đu đu suốt 4m ra, xong rồi kết thúc vô tu tập. Rồi chúng ta dùng ở trên lập là để chúng ta lập cái thời gian của cái điện thông mới được lập lại như vậy. Sau đó chúng ta sẽ vô phần vô tết để mô phỏng mô phỏng của cái code. Thì code ở đây thì thầy cho nên là nó là bảo đúng và nó sẽ đúng với yêu cầu. Thì bây giờ chúng ta sẽ compile code xong rồi chúng ta sẽ làm vô chương trình. Khi mà chúng ta combine với chương trình thì nó sẽ tính thời gian từ xanh là 26 giây nó sẽ điểm lên, xong rồi nó tới vàng 2 giây, xong rồi tới đỏ 29 giây, cứ lặp đi lặp lại như vậy là chúng ta sẽ hoàn thành được cái bộ đèn điểm điện hay không. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã xem.